Hello các em. Hello các bạn. Còn 5 người chúng ta mới gặp được nhau. Yeah. Từ năm ngoái đến năm nay. Chào các bạn nhé. Chào tất cả các bạn. Có bạn nào đang gỡ không? Có bạn nào đang ngồi gỡ không? Okay, hello các em, ăn cơm tối chưa nhỉ? Bạn vẫn đang ngồi gỡ đấy đúng không? Ok, chào tất cả các bạn. Chào bạn Nguyễn Kim Anh là bạn đầu tiên trong năm nay thầy chào nhá. Chào bạn cùng tên với thầy. Chào Phùng Đức Giang là bạn thứ hai mà thầy chào trong năm nay đúng không ạ? Chào bạn Chí Toàn là ba bạn đầu tiên đúng không ạ? Chúc ba bạn này năm nay 9 cộng vật lý nhá. Ok, chào Lê Bình. Ok, chào Lâm Sương Tân, chào Vĩ Lê. Còn thở là còn Tết à. Ok. Còn thở là còn cần gỡ à. Ok, chào bạn Trang Anh. Chào mình cũng bước ra rồi nhá. Chào cô Quỳnh Anh. Các bạn chia sẻ lấy may nhá. Chia sẻ lấy may không ạ? Chào Mạnh Nguyễn. Ok. Chào Phạm Thị Hồng Ngọc. Ok, Hồng Ngọc hết than cứng rồi à. Ôi giời ơi. Chào bạn Phạm Thúy, chào Việt Anh. Fan cứng là cái gì cũng phải like, cái gì cũng phải comment thì mới là fan cứng nhá. Ok. Ok, rồi. Mất fan cứng rồi. Hôm nay thầy livestream cùng giờ bây giờ của thầy Đức. Không biết là có đông bạn xem không. Chào Thu Huyền nhá. Chào Diễm Quỳnh nhá. Bạn nào muốn lấy may đầu năm thì comment thầy chào lấy may đâu. Và cũng không quên là chia sẻ lấy may nhá. Biết đâu các cụ nói rồi, có thờ có thiêng có kiêng có lành đúng không ạ? Thầy là sư phụ của các bạn và các bạn biết đâu năm nay thầy lại giúp các bạn 9 cộng vật lý thì làm sao đúng không ạ? Đúng không ạ? Nhờ. Ok, chào bạn Vũ Huyền, chào Linh Trần, chào Phạm Linh, chào Trần Mạnh Hùng. Chào Vũ Hoàng Phúc, chào My Trần, ăn Tết xong mất phân cứng. Ok, chào Nguyễn Kim Liên. Khá là đông, hôm nay thì hơi trùng giờ với thầy Đức một tí, không sao. Thầy livestream là lấy may thôi, đúng không ạ? Hôm nay cũng không học hành nó nặng nề quá, nó chỉ hơi khó tí thôi, đúng không ạ? Đấy, nó khó ở câu cuối cùng thôi, đúng không nhỉ? Nó khó ở câu 5 này thôi, chứ còn lại là cũng dễ, đúng không anh nhỉ? Cũng dễ, cũng bình thường, đúng không ạ? Cũng nhẹ nhàng thôi, đúng không ạ? Thầy livestream 5 câu, 5 là gì? 5 là sinh, đúng không nhỉ? Thầy like chữ like 6 câu, 6 là lộc. Lộc để làm gì? Các bạn thì cần gì lộc, đúng không ạ? Các bạn quá nhiều lộc rồi. Giờ cần sinh, sinh là gì? Sinh điểm, hiểu không? Ý nghĩa không? Ok, chào bạn Hồng Anh nhá. Chào Doãn Nhật Đức nhá. Em được fan cứng rồi. Chào bạn Nghĩa Trọng Ngô, chào Kiều My, chào bạn Tít. Ok, rồi chào Thu Phương, chào Nguyễn Mỹ Hạnh. Không gỡ đây anh em nhá. Học thôi. Đúng chưa? Để chúng ta có một năm học nó gọi là nhiệt huyết, nó gọi là nhiều năng lượng, nó được nhiều thành công, đúng không ạ? Thì hôm nay thầy lên đây livestream gọi là chào xuân năm mới, đúng không ạ? Chúc tất cả gọi là các bạn đang xem livestream của thầy và cả những bạn xem sau nữa, đúng không ạ? Vì nhiều bạn đang xem toán của thầy Đức. Thì các em xem những livestream này, đúng không ạ? Nhận được nhiều may mắn với môn vật lý. Thầy chúc riêng thế thôi, đúng không nhỉ? Nhiều may mắn với môn vật lý, đúng không ạ? Chúng ta nay mốt mấy câu là thua ở đâu thì gấp đôi ở đó đấy, đúng không ạ? Các bạn đã từng gọi là sai những cái gì về lý thì năm nay sẽ khắc phục được hết, đúng không ạ? Còn những bạn nào mà đang mục tiêu cao, đúng không ạ? Thì năm nay cũng sẽ đạt được, đúng không ạ? Nha, đấy, xuân năm mới chúc các bạn nhiều sức khỏe, nha. Là có sức khỏe thì bắt đầu mới có thể học được lý nó tốt, đúng không ạ? Rồi, nhưng mà tóm lại là chúng ta vẫn phải quay về với thực tại, đúng không ạ? Chúng ta vẫn phải quay về với thực tại là vẫn khó, đúng không nhỉ? Thầy Ngọc Anh thì dạy rất nhiều bài dễ rồi, đúng không nhỉ? Thì đầu năm thì có thể tạo một chút sóng gió cho các bạn, đó là năm câu này cũng tương đối là khó, đúng không nhỉ? Đấy thì chúng ta sẽ luyện thôi, cũng như bình thường thôi, đúng không nhỉ? Tết hết rồi, đúng không nhỉ? Tết hết rồi nha, tôi hết Tết hết rồi. Đấy, thế hết rồi. Bây giờ chúng ta quay trở lại là học khó, đúng không nhỉ? Để thi, chuẩn bị sẵn sàng những vũ khí gọi là tốt nhất, sắc bén nhất, đúng không? Để chúng ta chiến đấu với kỳ thi sắp tới, đúng không nhỉ? Chứ còn thầy giờ lại dễ các bạn, chủ quan, đúng không?
Thì thôi nhá, chúc cả nhóm mình năm nay tất cả những bạn đã xem livestream của thầy, đúng không nhỉ? Tất cả những bạn đang xem livestream của thầy. Chúc các bạn năm nay thật là thành công, đúng không nhỉ? Thật là thành công. Thành công trên mọi quyết định của các bạn. Tóm lại bây giờ các bạn sẽ phải quyết định, đúng không nhỉ? Sau thi sau Tết này các bạn phải quyết định rất nhiều thứ nha, và quyết định, và các bạn muốn quyết định chính xác và quyết định mà đạt được nhiều gọi là hiệu suất cao thì các em có thể vào đây, đúng không nhỉ? Đây đây đây, xin lỗi xin lỗi. Đây. Các bạn có thể tham gia nhóm học Beeline của thầy, hiện tại đang mở cửa 7.001 thành viên, nói chung là đây là con số mà thầy cũng đang mơ ước, đúng không nhỉ? Đấy thì lịch học nó sẽ rất là nhiều và liên tục trong một tuần, rất là nhiều nha, các bạn xem những lịch học này. Và các bạn học trong đây học rất là khủng khiếp, rất là khủng khiếp, các bạn nhìn. Đấy, tóm lại là muốn năm nay mà có những bước đi lựa chọn chính xác thì có thể vào nhóm của thầy. Đâu nhóm trong đây có rất nhiều thứ mà các bạn có thể gọi là tìm tòi và học hỏi được, đúng không nhỉ? Đấy, lộ trình các thứ thầy đã ghi rất là cụ thể ở đây, tận đến mười mấy điều. Nói chung là thầy sẽ hướng dẫn các bạn gọi là đạt được cái hiệu suất nó cao nhất nha. Đấy, nhất là những bạn ở trong nhóm học của thầy, đúng không nhỉ? Đấy, những bạn nào còn chưa nhóm của thầy thì các em có thể đăng ký luôn cho ngày nay ngày mai, đúng không nhỉ? Nha, càng sớm càng tốt, sớm ngày nào thì sẽ là tốt ngày đấy, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta học thôi nhỉ. Ok, chúc các bạn hôm nay học hiệu quả nhá. Ok, bạn nào cố được cái đầu thì cố, đúng không nhỉ? 5 câu thì có câu cuối cùng nó hơi khó một tí. Còn lại thì 4 câu nó cũng bình thường thôi, đúng không nhỉ? Thì áp suất từ chiều rồi, không biết các em suy nghĩ thôi. À, suy nghĩ chưa thôi. Chúng ta phải quay lại với thực tại thôi. Thực tại là khó, đúng không nhỉ? Thực tại là thi khó và học cũng khó, đúng chưa? Nên là mình sẽ chiến đấu luôn với những câu khó. Nào, câu đầu tiên. Tặng sách à? Tặng sách để hôm nào thi thử đã. Sắp tới thế tổ chức thi thử, đúng không nhỉ? Trong tuần này thế tổ chức thi thử, thế có thông báo sớm cho các em vào sáng mai. Đấy chưa? Thầy định là thứ bảy tổ chức thi thử, nhưng mà có vẻ là nhiều bạn đang máu lắm rồi. Thì thầy đã thông báo sớm vào trưa mai hoặc sáng mai là thế tổ chức thi thử đầu xuân năm mới, đúng không ạ? Là vào ngày nào, đúng không nhỉ? Chắc chắn là trong tuần này thôi nha. Thầy dự định là thứ bảy tuần này, nhưng mà có thể là sớm hơn một chút, nay mới thứ ba mà. Để các bạn đợi thứ bảy thì nó hơi lâu, đúng không ạ? Thì để tổ chức vào thứ năm, đúng không nhỉ? Thứ năm hoặc là ngày mai luôn nữa, đúng không nhỉ? Thầy có thông báo sớm nhất để các bạn có thể thi thố đầu năm một tí để quay trở lại cái nhịp học, đúng không ạ? Nha. Câu 1. Nào, chiến đấu luôn nhỉ? Nha, đây là câu đầu tiên năm nay này. Nào, bắt đầu nào. Hai điểm sáng dao động trên cùng một đường thẳng xung quanh một vị trí cân bằng trung ô, tức là cùng vị trí cân bằng, với phương trình lần lượt là x1 bằng 8 cos omega t trừ pi trên 6 và x2 bằng 4 cos 4 căn 3 cos omega t trừ pi trên 3, đơn vị là cm. Khoảng cách giữa hai điểm sáng khi chúng có cùng giá trị vận tốc là bao nhiêu? Đây yêu cầu tìm khoảng cách, đúng không các em nhỉ? Khoảng cách các bạn biết rồi, khoảng cách là hiệu của hai ly độ, lấy trị tuyệt đối lại. Khoảng cách ta lấy là không âm, đúng không nhỉ? Đấy, phương trình thì có hết rồi, nó rất là rõ ràng rồi. Ok, rất nhiều bạn comment câu này rồi. Thầy cho câu đầu tiên nó rất là nhẹ nhàng, đúng không nhỉ? Nó chỉ khó với những ai chưa biết thôi, đúng không ạ? Nó chỉ khó với những ai chưa biết thôi, đúng không ạ? Nên là thầy sẽ làm cho các bạn câu này. Ok, rất nhiều bạn biết đúng không? Nào, em biết rồi, khoảng cách là hiệu của hai ly độ. Bây giờ thì chữa cho hai cách nha các bạn nha, chữa hai cách này, hai cách cho nó rực rỡ nha, hai cách cho nó rực rỡ, đúng không nhỉ? Cách một này, và bạn nào là cách nào thì sau livestream này sẽ comment, đúng không nhỉ? Là cách mà các em làm. Cách thứ nhất này, thế làm theo kiểu vector, đúng không nhỉ? Cách thứ nhất là làm theo kiểu vector, tức là hình học, đúng không nhỉ? Hình học nha, làm theo kiểu vector tức là hình học đấy, chết cha, lâu rồi không viết chữ là chữ xấu lắm rồi. Đấy, các bạn cũng phải cẩn thận nhá. Nhiều sau khi thi là sau Tết lại phải học lại cách cầm bút đấy. Nào, hai chất điểm có cùng giá trị vận tốc, các em biết rồi như này nhá. Trục ly độ thì là trục nằm ngang. Trục vận tốc là trục hướng xuống, đúng không ạ? Thấy không, vẽ cái vòng tròn vào đâu? Em áp dụng phương pháp đa trục và đơn trục luôn, đúng không ạ? Trục vận tốc là hướng xuống, trục ly độ nằm ngang chưa? Đấy, thấy không, vẽ vòng tròn vào nhá, để đỡ phức tạp. Nào, hai thằng cu này lệch nhau bao nhiêu độ các em? Hai thằng cu này lệch pha nhau là 30 độ, một thằng là -30, một thằng là -60. Thế có phải lệch pha nhau 30 chưa? Mà chúng có cùng giá trị vận tốc, đúng không ạ? Thì nó phải cùng hình chiếu trên trục vận tốc, đúng không? Bởi vì giá trị là sẽ được biểu diễn trên trục. Nó có cùng giá trị vận tốc, tức là nó phải cùng một hình chiếu ở trên trục vận tốc. Thằng 1 là sớm pha hơn thằng 2 đây. Đây, vector của thằng 1 đây. Đấy, hạ xuống trục vận tốc. Đấy, vector của thằng 2 đây, hạ xuống trục vận tốc, nó phải cùng chân đường cao. Đây thằng 1 đây và thằng 2 đây.
Được chưa các bạn nhỉ? Nó phải có cùng hình chiếu. Bởi vì nó có cùng giá trị vận tốc thì phải cùng hình chiếu. Đúng không nhỉ? Giá trị là sẽ biểu diễn trên trục. Đúng chưa? Và thầy dạy các bạn rồi là gì các bạn nhỉ? Hai cái dao động điều hòa như thế này. Nếu như đoạn thẳng nối đỉnh hai vector mà song song với trục hoành thì làm sao các bạn nhỉ? Cái cùng hình chiếu là các em hiểu rồi nhá. Bởi vì chúng có cùng giá trị vận tốc thì phải cùng hình chiếu trên trục vận tốc. Đúng không nhỉ? Thì khi mà cùng hình chiếu như vậy, nó làm cho cái đoạn thẳng nối đỉnh hai vector song song với trục hoành. Và thầy dạy bài toán phụ rồi, nếu mà đoạn thẳng nối đỉnh hai vector song song với trục hoành thì khoảng cách của chúng là gì các bạn nhỉ? Mắc, đúng không nhỉ? Khoảng cách của chúng là cực đại. Nếu đoạn thẳng nối đỉnh hai vector song song với trục hoành thì khoảng cách của chúng là mắc. Và bây giờ các em bấm khoảng cách thôi, đúng không nhỉ? Đây, các em phệt máy tính vào. Đây nha. Chúng ta phải máy tính vào, phệt vào. Khoảng cách là hiệu đúng không các em? Khoảng cách là hiệu của hai thằng bấm này. 1 2 8 góc trừ pi phần 6 trừ cho 4 căn 3, đúng không nhỉ? Góc trừ pi phần 3. Xong rồi ship 2 3 bằng đây. Khoảng cách mắc của nó đây là cái bên ngoài này là bằng 4, đúng không nhỉ? Nhớ là giá trị cực đại là phải nằm ngoài hàm cốt. Khoảng cách mắc là bằng 4, chuẩn chưa? Và các bạn chọn đáp án B. Xong nhá. Không mất một dòng nào nếu như các bạn nhớ yếu tố phụ, đó chính là đoạn thẳng nối đỉnh hai vector song song với trục hoành. Nhớ chưa nhỉ? Đấy, đoạn thẳng này có được, song song này có được khi nó có cùng giá trị vận tốc, tức là hình chiếu của nó lên cái trục tung này là tại một điểm. Các bạn hiểu chưa? Hoặc các bạn có thể áp dụng công thức tính khoảng cách mắc như sau. Đây, công thức này hơi dài một tí. Công thức tính khoảng cách mắc là căn của A1 bình cộng với A2 bình. Khoảng cách là dấu trừ nha, trừ 2A1, A2 nhân với cốt của độ lệch pha delta phi, đây là cốt 30 độ này, đúng không nhỉ? Đấy, thì em dùng công thức này bấm nó ra 4 thôi. Còn không em dùng máy tính, đúng không nhỉ? Đấy, thầy dùng máy tính được là lý do nó cho phương trình quá đẹp rồi. Thầy đỡ phải dùng công thức này cho nó cồng kềnh, đúng không ạ? Nào, bao nhiêu bạn làm cách 1? Giơ tay nào. Bao nhiêu bạn làm cách 1? Giơ tay. Nào, bây giờ chúng ta sang đến trường phái thứ hai là trường phái đại số, đúng không ạ? Bao nhiêu bạn làm cách 1? Giơ tay nào. Cách 1 là đẳng cấp nhá, được chưa? Cách 1 đẳng cấp nhá. Bao nhiêu bạn làm cách 1? Giơ tay thử xem nào. Giơ tay xem nào. Giơ tay nào. Giơ tay nào. Yến Ly làm cách 1 à. Xuân Dũng làm cách 1 à. Thạch Thảo làm cách 1 à. Được. Thế xem cách 2 nó có thuyết phục không các bạn nha. Xem cách 2 nó có thuyết phục không? Nó có uy tín không? Đúng rồi, tất nhiên nó có cái khó của nó này. Cách 1 có cái khó của nó là em phải hiểu được là đoạn thẳng nối đỉnh hai vector mà song song với trục hoành thì khoảng cách nằm mắc. Đúng không nhỉ? Và phải biết cách bấm khoảng cách mắc. Đấy, nó có hai cái khó là như vậy. Nó chỉ khó với những ai chưa biết thôi. Ok, rất nhiều bạn rồi. Cách 1 nha. Xem cách 2 thầy dạy nó có thuyết phục không nha. Nhìn đây. Khoảng cách của chúng ta là delta, nó là x1 trừ cho x2. Hay nói khác là thầy bỏ cái chỉ đố đi nhá, vì nó chỉ là lấy dương thôi, hiểu chưa? Hay nói khác là x1 cộng với trừ x2. Được chưa? Đấy, đây nó cũng là kiểu là tổng hợp dao động điều hòa. Tổng hợp của x1 và âm x2 nó là một tổng hợp dao động điều hòa. Và chúng ta phải coi delta như là một dao động điều hòa. Nghe chưa? Quan trọng nhất cái chữ này này là chúng ta coi delta như là một cái dao động điều hòa. Chuẩn chưa nhỉ? Và các bạn nhìn này thì sẽ đạo hàm hai vế. Đạo hàm hai vế nha. Đạo hàm coi delta như là một cái ly độ bình thường. Coi delta như là một cái ly độ bình thường. Hiểu chưa? Thầy đạo hàm hai vế thì đạo hàm của ly độ là dao vận tốc. Đây. Vận tốc của delta đây, vận tốc của 1 đây, trừ cho vận tốc của 2. Hiểu chưa? V delta bằng V1 trừ cho V2. Thầy đạo hàm hai vế nhá. Đấy, đạo hàm của ly độ là ra vận tốc. Được chưa? Đạo hàm của ly độ là ra vận tốc. Mà người ta bảo là chúng có cùng giá trị vận tốc đây. Hai thằng này có cùng giá trị vận tốc. Tức là V1 nó bằng V2. Vậy thì V1 bằng V2 thì hiệu bằng mấy các em? Hiệu nó bằng 0. Chuẩn chưa? Mà vận tốc của delta bằng 0 khi delta ở đâu? Khi delta ở biên. Đúng chưa? Em phải công nhận rằng delta là một dao động điều hòa. Mà một dao động điều hòa có vận tốc bằng 0 khi ở biên. Mà ở biên thì delta làm sao các em? Mà ở biên thì delta nó lại làm sao các bạn nhỉ? Nó lại là mắc. Và bấm y hệt như vừa nãy, ra mắc bằng mấy em? Bằng 4. Xong chưa? Đấy, không mất một hình vẽ nào hết. Tức là đại số nó phải biến đổi rồi. Bên này là dùng một cái hình và không mất một cái dòng nào hết. Cách 1 là dùng hình và không mất dòng nào hết. Cách 2 là đại số, không mất cái hình nào hết. Đúng không ạ? Suy luận thôi. Đúng không ạ? Em phải coi delta như là một dao động điều hòa. Mà một dao động điều hòa có vận tốc bằng 0
khi ở biên, mà ở biên là giá trị mắc rồi, đúng không nhỉ? Giá trị mắc rồi, do ta đóng chỉ tuyệt đối, âm hay dương đều là mắc hết, hiểu chưa? Biên âm hay biên dương đều là mắc hết, và mắc vừa tính rồi, bốn, bấm máy thôi đúng không? Đây bấm máy rồi, đã hiểu không ạ? Hiểu chưa? Đây này, bốn ở bên ngoài này, mắc đây này, thấy chưa? Biên độ của delta đấy. À, bao nhiêu bạn hiểu cách 2 rồi? Giơ tay ạ. Nào, comment số 1 nào. Bao nhiêu bạn hiểu cách số 2 này rồi? Comment số 1 nào. Thấy hay thì cho một tràng pháo tay hoặc là chia sẻ lấy may, đúng không nhỉ? Ok. Nha, thấy hay thì chia sẻ lấy may không nhá? Đầu năm thì nó phải rực rỡ, hiểu không? Nào, giải đơn hai cách. Hiểu không? Ai hiểu rồi comment số 1 nhá. Không ạ. Nó phải đầu năm phải rực rỡ không ạ? Nào. Hiểu chưa? Hai cách luôn. Hai cách luôn cho các bạn chiêm ngưỡng, đúng không ạ? Ừ. Hợp lý đấy, đúng không ạ? Hợp lý đấy. Ừ. Bạn nào hiểu thì comment số 1 nhá. Comment mạnh lên. Rồi, rồi, được rồi, rất nhiều bạn comment rồi. Tiếp, chúng ta sang câu thứ hai, vẫn là một câu cơ. Câu này đâu phải giải thế. Thầy sẽ chụp ra ngoài nhá. Đây, đâu phải câu này giải thế không? Các em up thầy up đề từ chiều nhá, chắc đề các em có hết rồi. Bên ngoài nhóm thì thầy đăng file ảnh rồi. Còn trong nhóm thì thầy đăng file PDF. Trong nhóm lúc nào cũng được ưu tiên hơn một tí là có file PDF. Bên ngoài thầy có ảnh rồi, đúng không ạ? Đấy, các em có thể chụp lại hoặc xem, đúng không nhỉ? Rồi, đây, câu 2 nó hơi to nên là khi chụp ra lại hơi nhỏ. Rồi, được chưa nhỉ? Ừ, em là cách 2 à? Nào. Rồi, được chưa nhỉ? Nào, cách 2. À nhầm, câu 2. Người ta cho hai cái dao động điều hòa, người ta hỏi là cái tốc độ cực đại của cái vật tổng hợp, đúng không nhỉ? Một vật này tham gia đồng thời hai cái dao động điều hòa. Đấy, mỗi cái dao động điều hòa như hình bên thì gọi đây là x1 đi, x2 đi. Xong chưa? Và tốc độ cực đại của vật trong cái quá trình dao động. Đây là hai dao động điều hòa cùng tần số các bạn nhé. Được chưa? Nào, câu 2 đáp án gì nào? Câu 2 đáp án D à? À, ok. Thạch Thảo D, Vũ Huyền D. Nào, V max các bạn biết rồi. V max thì bằng cái gì các bạn nhỉ? V max thì bằng omega nhân với A. Đây là A tổng hợp các bạn nhá. A tổng hợp. Thì để tính được V max các em cần tính hai cái. Đó chính là omega và A12, A tổng hợp. Đúng không nhỉ? Thì omega tính kiểu gì? Omega chắc là tính dựa vào theo chu kỳ rồi. Đúng không nhỉ? Vì omega bằng 2pi chia cho T. Bây giờ chu kỳ là bao nhiêu? Các em nhìn này. Nhìn bất kỳ một trong hai thằng, nhìn đây nhá, nhìn này, kỹ thuật nhìn đồ thị này. Đây là đồ thị kẻ ô ly, nó rất là dễ thôi. Cứ đồ thị kẻ ô ly là đơn giản thôi. Từ đỉnh, tức là từ biên mà đi về cân bằng lần đầu tiên, đúng không nhỉ? Nhìn này, từ biên mà đi về cân bằng lần đầu tiên là mất 1/4 chu kỳ không? Từ biên mà đi về cân bằng lần đầu là mất 1/4 chu kỳ. Chuẩn chưa? 1/4 chu kỳ. Và 1/4 chu kỳ này ứng với bao nhiêu ô ly các em? Ứng với 3 ô ly, đếm ô ly nhá, từ đây đến đây chưa? Từ cái điểm đỏ đến điểm đỏ này là 3 ô ly. Và 3 ô ly ứng bao nhiêu giây? Nhìn này, người ta cho đây cái số 0,3 ở cái vị trí 3 ô ly. Ờ thì 3 ô là 0,3 luôn, đúng không ạ? Nhìn thấy chưa? Từ đây đến đây là 3 ô ly này. Nhưng cái 0,3 giây là cũng là ứng với 3 ô ly luôn. Rất may mắn là như vậy, đỡ phải đổi, đúng không ạ? 0,3 giây ứng với 3 ô ly luôn. Vậy ta có luôn là chu kỳ bao nhiêu giây các em nhỉ? Chu kỳ chúng ta chính là bao nhiêu đây các em? 1,2. 0,4 là 1,2 giây, đúng không ạ? Đấy, nhầm cẩn thận nhá, ông đầu toàn bánh trưng với lại toàn bánh trưng với cái gì nhỉ? Tết hay ăn bánh trưng với cái gì không nhỉ? Thầy lại không khoái bánh trưng lắm, chả Tết nào thầy ăn bánh trưng. 2 chia cho 1,2 đúng không ạ? Nó là 4pi chia cho 3. Tết là hay ăn bánh trưng này. Với cái gì nhỉ? Ở Tết có mỗi bánh trưng được các em ạ. À, ok nhá. Lấy 2 chia cho 1,2 chưa? Ok. À đấy, bấm kiểu gì bấm nhầm nhỉ? 5/3 mà nhỉ? Ở thì bấm nhầm à. 2 chia cho 1,2 là 5pi trên cho 3. Chuẩn chưa? 5pi chia cho 3 nhá. 5pi chia 3. Bánh trưng với tứ quý. Ờ đúng không nhỉ? Bấm này mất tự tin thực sự. Ok, 5pi trên 3. Omega có rồi. Bây giờ tính cái dao động tổng hợp có biên độ là bao nhiêu thôi. Các bạn nhìn một cái đường đặc biệt nữa này. Các bạn nhìn đường đặc biệt này. Đây là hai đồ thị vuông pha các bạn ạ. Nhìn thế nào? Một chất điểm qua biên và một chất điểm qua cân bằng thì luôn luôn là vuông pha với nhau, đúng không nhỉ? Một thằng qua biên vector nằm ngang, một thằng qua cân bằng là vector vuông góc, đúng không nhỉ? Thì chắc chắn hai thằng này là vuông pha với nhau, đúng không nhỉ? Chắc chắn hai thằng này là vuông pha với nhau, nên nó sẽ có luôn được là biên độ tổng hợp A12
là căn của A1 bình cộng với A2 bình, đúng không ạ? Một cái chi tiết rất là nhỏ như này. Một thằng qua biên, một thằng qua cân bằng là hai thằng vuông pha với nhau. Chuẩn chưa? Bây giờ A1 thì cho rồi. A1 thì bằng số mấy đấy các em nhỉ? A1 thì bằng 2 rồi nhìn này, gióng sang này, đúng không nhỉ? X1 đây, đúng không nhỉ? Gióng sang bên đây cho số 2 chưa? Hợp lý. 2. Bây giờ còn một thiếu mỗi A2. Như bạn x2 đấy gì? A2 là bằng 3. Sai lầm, đúng không nhỉ? 2 xong đây là 1, đây là âm 1, âm 2 xong đây là âm 3 chưa? Thì tưởng là số 3 là sai lầm. Cái thằng 2 này, cái đỉnh của nó còn cao lên một tí nhỉ chưa? Nó hơn 3 một tí, đúng không nhỉ? Nó hơn 3 một tí, đúng không ạ? Nó hơn 3 một tí, đúng không nhỉ? Bây giờ xem cụ thể là 3 phẩy mấy, đúng không ạ? Thì các em có thể cầm thước lên đo, đúng không ạ? Đúng không? Có thể cầm thước lên đo hoặc là gì các bạn nhỉ? Hoặc là giải trực tiếp, thầy thích giải trực tiếp hơn. Bây giờ thầy đã tìm cho các bạn cái A2 là bao nhiêu nhá. Bây giờ mình sẽ suy nghĩ như sau. Các em sẽ làm như sau này, rất là dễ thôi. Thằng x2, thầy sẽ x2 nhá. Tại thời điểm ban đầu, đúng không? Tại thời điểm ban đầu nó có ly độ là âm 3 và xu hướng tăng. Đây thầy vẽ cái trục nó ra nhá. Đây, trục x2 đây. Đúng không ạ? Âm 3 và xu hướng tăng, âm 3 và xu hướng tăng. Đây nha, vẽ giản đồ ra thôi. À, vẽ đơn trục ra thôi. X2 tại thời điểm t bằng 0. Đấy, xong chưa? Là âm 3 và xu hướng tăng. Đến thời điểm 0,2 giây là qua vị trí cân bằng. Ok, x2 đây. Tại thời điểm là 0,2 giây là qua vị trí cân bằng và cũng có cái xu hướng tăng tiếp. Và 0,2 giây là bao nhiêu chu kỳ các em? Chu kỳ là 1,2 giây. 0,2 giây là 1/6 chu kỳ, đúng không? Và 1/6 chu kỳ là chứng tỏ nó quét bao nhiêu độ đó các em? Nó quét 60 độ. Chuẩn nhớ nhờ? 1/6 chu kỳ là 60 độ. 0,2 giây chia cho 1,2 chu kỳ đấy, đúng không ạ? Chu kỳ 1,2 giây chưa? Là 1/6 chu kỳ, chứng tỏ quét 60 độ. Vậy chứng tỏ góc nó hợp ban đầu là 30 độ. Chuẩn nhớ nhờ? Mà nó hợp ở vị trí là âm 3. Xong chưa? Vậy em tính được biên độ chưa? Lấy biên độ này là 3 chia cho cos của 30 thì chuyển cho ra DG đã. 3 chia cho cos 30. Đấy. Xong, biên độ thầy là 2 căn 3, chuẩn chưa nhỉ? Rồi, có ly độ, có góc hợp là ra biên độ thôi. Đây là 2 căn 3 tất cả bình. Xong chưa? Bấm máy nhá. Đây là số 4 này. Nhưng bây giờ xong này. Omega nhân A sẽ là bao nhiêu các bạn nhỉ? 20 pi chia cho 3. Bởi vì 5 pi trên 3 nhân 4 là 20 pi trên 3 chưa? 20 pi chia cho 3. Đấy, nó xấp xỉ bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? 20,9, đúng không? 20,9 cm trên giây. Hợp lý chưa? Đáp án D là chính xác. Mà đạo cho nó dễ à? Cũng được, tùy các bạn. Như các bạn đề hình thì dễ quá, đúng không ạ? Con này rất nhiều cách làm. Đo thôi à? Đo thì đi thi khó lắm không ạ? Được chưa? Rồi. Câu thứ 3. Câu này cũng nhiều bạn làm được rồi ấy này. Đây là một câu dễ, đúng không ạ? Câu thứ 3, thầy sang câu thứ 3. Câu thứ 3 đáp án là gì anh em nhỉ? Câu này giải các em hai cách luôn đi. Câu này giải cho các bạn theo hai cách luôn đi. Nào, câu 3 đáp án gì nào? Ok, chào bạn Trang. Đi live 2K4 hôm nào khai giảng à? 2K4 thầy sẽ khai giảng vào tuần sau. Đúng nhỉ? Tuần sau nha, tuần sau, đầu tuần sau. 3, Tây là D. Nguyễn Tâm là B. Huỳnh Chí Hảo là D. Có hai bạn khoanh D. Một bạn Tâm thì khoanh B thôi. Đức Mạnh khoanh D. Đặng Dũng D. Quốc Cường D. Toàn là D thôi. Chí Toàn lại là A. Nào, thế câu này hai cách nhá. Hai cách nhá. Cách cơ bản trước, còn cách làm màu sau. Nào, thì làm cách một trước. Làm cách một trước là cách giản đồ. Đúng nhỉ? Giản đồ. Nha. Làm cách 1 trước là cách giản đồ. Cách này dễ này, đúng không ạ? Cách 2 là màu mè, thầy cũng không khuyên các bạn nó không cần làm cách 2 đâu, màu mè quá. Mạch này của chúng ta là gồm gì nhỉ? RCL. Đúng chưa? Cách 1 nhá, xem bạn làm cách 1 này, cách 1 dễ lắm, đúng không nhỉ? Nào, người ta cho phương trình của URC, cho phương trình của U toàn mạch chưa? Mạch là RCL thì ta vẽ trước này. RC chắc chắn là một đường chéo hướng xuống, đây là URC. Chắc chắn là một đường chéo hướng xuống, đúng không ạ? U toàn mạch chắc chắn là một đường gì các bạn nhỉ? U toàn mạch chắc chắn là một đường UL chắc chắn là một đường hướng lên, đúng không ạ? UL là một đường hướng lên và nối từ đầu đến cuối là ra U toàn mạch, đúng không? RC chéo xuống, UL hướng lên, nối từ đầu đến cuối là ra U toàn mạch chưa?
Cực đại là 60, đây là 60, đây là 60. Hợp lý chưa? Đã có thể viết cái chữ U cho to lên tí. Ok, chữ U cho to cho đẹp nha. Đây vector đấy, được không ạ? Đây vector đấy. Bây giờ nối tiếp. Xong chưa? Hai thằng lệch nhau nhiêu độ các em? Đây là -45 độ, đây là -105, -45 và -105 lệch nhau 60. Đây, U toàn mạch và URC lệch nhau 60 độ mà hai cạnh này lại bằng nhau, tam giác này là một tam giác cân. Tam giác cân mà có một góc là 60 độ chứng tỏ đây là tam giác gì bạn nhỉ? Tam giác đều. Đúng ạ, tam giác đều. Chuẩn chưa? Tam giác đều thì chúng ta có điều gì nào? Nhìn cho tiếp dữ kiện này. Lúc sau các bạn là L giảm đi một nửa thì UL như thế nào? Để ý nhá. Thế các nhìn luôn nhá. Tam giác cân thì chúng ta sẽ có là đường cao đồng thời là một đường trung tuyến. Đường cao của chúng ta chính là cái gì các em? UR. Đúng không ạ? Đường cao đồng thời đường trung tuyến nó chia hai cái này bằng nhau. Đúng không ạ? Và biết thừa rồi cái đường hướng xuống cái này là cái gì các bạn nhỉ? UC. Thì mới có cái URC nó chéo như này. Đường cao đồng thời đường trung tuyến. Chứng tỏ UL hướng lên đây, UC hướng xuống đây. Chứng tỏ là UL đấy, bằng 2 lần UC. Tức là ZL bằng 2 lần ZC. Và ZC là không đổi các bạn nhá. Đây là bài toán L biến thiên. Đúng chưa? ZL trường hợp này đang gấp đôi ZC. Thì lúc sau L lại giảm một nửa. Ok, lúc sau L giảm một nửa. Vậy trong trường hợp sau là có cái hiện tượng gì bạn nhỉ? ZL bằng ZC. Bởi vì ban đầu thì đang gấp đôi, lúc sau ZL tự giảm một nửa, chứng tỏ là ZL bằng ZC. Vậy chứng tỏ lúc này nó là gì bạn nhỉ? Cộng hưởng. Đúng không ạ? Và khi cộng hưởng mà viết phương trình UL đúng không? Cộng hưởng thì UL sẽ sớm pha. Đấy, cộng hưởng nha. Sớm 90 độ so với U toàn mạch. Đúng không ạ? Lúc sau là cộng hưởng đấy. Người ta vô tình rơi trường hợp đẹp thì UL sẽ sớm pha 90 độ so với U. Đúng nhỉ? Và sớm pha 90 độ so với U, pha của U là -45 thì pha của UL nó phải là +45. Vậy đáp án là A hoặc là D rồi. Đúng không ạ? Đáp án là A hoặc là D rồi. Bây giờ xem là A hay D thôi. Vì là -45 cộng với 90 thì là 45 độ chưa? Thì là A hay D thôi. Bây giờ là A hay D thôi. A hay D các ông nhỉ? Nó chỗ này tí tỉnh tí như thế này. ZL bằng ZC chứng tỏ là UL bằng cái gì các bạn nhỉ? UL bằng UC. Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Phải làm hâm nước đã. UL bằng UC. Tiếp theo các bạn nhìn bây giờ phải xem được là UR như nào. Ủa cái này dài thế nhỉ? Làm cái này làm cách hai khéo lại còn hay hơn ý. Bởi vì tính cái UL bây giờ nó liên quan đến cả UR nữa. Nhìn cho kỹ nha. Nhìn đây luôn này. Nhìn đây luôn nha. Thầy có được là cái gì nhỉ? UL gấp 2 lần UC, tam giác này đều. Đúng không ạ? Thì nó bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? UR là đường cao. Đường cao nó sẽ là bằng cạnh này. Đường cao. Đây sẽ bằng 2 chia cho căn 3 của UR. Đấy, tính theo cả UR đó. Ui dồi ôi, lòng hoàng quá. UR, đúng không ạ? Thì ném vào đây để tính UL. Ôi, cách 2 mà thầy giải các em thấy hay hơn. Cách 1 để tính cái UL nó hơi loằng ngoằng nhỉ? Ừ, nó hơi loằng ngoằng. Nó hơi loằng ngoằng một tí cơ đúng không? Đúng không nhỉ? Chuẩn rồi nha, chuẩn rồi nha. Đường cao thì bằng căn 3 trên 2 của cạnh đáy. Đúng rồi, tam giác đều. Đúng không? Tam giác đều. Đường cao. Đúng rồi. Bằng... hợp lý rồi. Và ta sẽ có được là lúc nào ZC cũng sẽ bằng UR chia cho căn 3. Đây sẽ là bằng UR chia cho căn 3. Ôi giời ơi. Mà cộng hưởng thì UR chính bằng U toàn mạch bằng U cho căn 3. Rồi ôi, thế là U toàn mạch là vẫn là 60. 60 cho căn 3 thì sẽ là bao nhiêu các bạn nhỉ? 20 căn 3. Rồi ôi, đáp án D chính xác. Ừ. D các ông nhá. Mà làm nó hơi dài các ông nhỉ? Ừ. Em có hiểu chỗ này không? UR là đường cao. Đường cao sẽ bằng cái gì các bạn nhỉ? Căn 3 trên 2 của một cạnh. Tam giác đều mà. Thì nổi ngược sang một cạnh sẽ là 2 trên căn 3 của đường cao. Và em phải chú ý này, R và ZC không đổi nên lúc nào bám vào dữ kiện này, lúc nào ZC cũng sẽ bằng cái gì bạn nhờ? Ờ, đây chữ Z nhé. ZC lúc nào cũng sẽ bằng R chia cho căn 3. Đúng rồi, nên UC sẽ bằng UR chia cho căn 3. Đấy, nó phải cố gắng như vậy. Rồi, làm nó hơi lòng ngoằng, đúng không ạ? Ờ, làm nó hơi lòng ngoằng, thế rồi dạy các em cách thứ hai, được chưa? Cách thứ hai, đây. Cách thứ hai có vẻ như bạn thích hơn này, là cách cạnh hóa tỷ lệ. Được chưa? Đây, chắc các bạn thích cái này hơn. Đúng không? Cách hai là cách cạnh hóa tỷ lệ nha. Đây, thì nó sẽ cơ bản hơn một tí, nhìn nhá.
ZRC cách 2 là cạnh góc tỷ lệ. Cạnh góc tỷ lệ là làm theo đồ thị của Z các bạn nha. ZRC là hướng xuống, ZL là hướng lên. Được không nhỉ? ZL là hướng lên. Và nối từ đầu đến cuối là ra Z toàn mạch. Do là URC bằng U toàn mạch. Nghe chưa? URC bằng U toàn mạch. Nên là ZRC bằng Z toàn mạch. Giống hệt hình này thôi, không khác cái gì hết. Đúng không ạ? Đấy, hai cái này bằng nhau. Được chưa? Và vẫn lệch với nhau là 60 độ. Chứng tỏ vẫn là tam giác gì các em? Nó vẫn là tam giác cân. Đúng không ạ? À, tam giác đều, xin lỗi. Nó vẫn là tam giác đều. Và cái đường cao là R. Thay vì là UR, bây giờ nó sẽ là R. Đấy, đường cao đồng thời là một đường trung tuyến. Đúng không ạ? Đường trung tuyến. Và biết thừa rồi, ZC thì hướng xuống. Đúng không ạ? Đấy. Và đường trung tuyến làm cho hai cạnh này bằng nhau. Vẫn có được là ZL gấp đôi ZC. Được chưa nhỉ? Và lúc sau mà L giảm một nửa. Đúng nhỉ? Đây. Lúc sau mà L giảm đi một nửa thì ZL tụt xuống đây. Đúng không ạ? ZL2 nó tụt xuống đây. Bằng đúng ZC luôn. Tức lúc sau là trường hợp cộng hưởng. Và lúc này này, ZRC hướng xuống, ZL2 hướng lên, cộng hưởng mà. Lúc sau này, cái Z2 này, này nó nằm ngang ra luôn. Đúng không nhỉ? Cộng hưởng thì có phải Z nằm ngang ra luôn chưa? Như kiểu là U cùng va với I. Z2 nó nằm ngang ra luôn. Thấy vấn đề chưa? Thì nhìn luôn này, Z2 nằm ngang, ZL2 hướng lên. Góc này là bao nhiêu độ các em? Góc này là 60 độ. Đấy, thì các bạn có luôn được là tan 60. Tan là bằng đối chia cho kề, là bằng Z2 chia cho ZL2. Đúng không ạ? Tan 60 thì là bằng căn 3 nhân cả tử và gỗ với y thì z nhân y là ra u, zl nhân y là ra ul bằng căn 3. Đấy, thế là xong. Thì u là bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? 60 rồi. Thì ul sẽ là bao nhiêu các em? 60 chia cho căn 3 là 20 căn 3. Cách này cũng được, đúng không ạ? Nó nhẹ hơn một tí, nó sẽ đỡ phải tính toán nhiều như bên trên. Vì cho nhìn này, thực chất bản chất là ta vẫn phải cần cái z này, đúng không nhỉ? Thực chất là ta vẫn biến đổi bán cho cái z này, đúng không ạ? Thực chất là mình vẫn phải biến đổi bán ra cái Z này. Nên là đồ thị này này nó mô tả cái Z thì cực kỳ nhanh. Đúng không ạ? Cực kỳ nhanh, đỡ phải làm nhiều. Đúng không ạ? Thực chất là mình vẫn phải bám theo cái Z để mà giải. Nhưng giờ đồ thị này cho Z luôn. Cực kỳ nhanh. Đúng không nhỉ? Em có hiểu cái chỗ này không? Khi L giảm đi một nửa thì ZL2 này nó cắm đúng vào cái chân đường cao này luôn. Và cái Z toàn mạch nó lối ở đây. Đúng không ạ? Đầu tiên là Z toàn mạch nó lối lên trên này này. Nhưng do L tụt một nửa đi thì ZL2 nó cắm thẳng vào đây. À, Z2 cắm thẳng sang đây. Cộng hưởng đấy thì Z nó nằm ngang ra, tức là U nằm ngang ra đấy, đúng không ạ? Thì có luôn là tan 60, đây có 60 chưa? Tan rất đều mà, đây vẫn là 60 này. Đấy, thì tan tức là đối chia cho kề, ra cực kỳ nhanh, đây, ra cái này cực kỳ nhanh này. Đấy, cực kỳ nhanh. Với bản chất là mình vẫn làm theo Z, nhưng đồ thì nó mô tả Z thì cực kỳ nhanh. Được chưa? À, và các bạn làm cách nào đây? Các bạn thử comment nào, các bạn làm cách 1, cách 2. Bản chất cuối cùng là vẫn phải ăn theo Z. Đấy, bản chất cuối cùng nó vẫn là Z các bạn ạ. Đấy. Vì nó là những cái thành phần cấu tạo lên cái mạch. Đúng không ạ? Z là những cái gọi là những cái cấu tạo lên mạch. Nên cuối cùng là vẫn phải làm cho Z hết. Cực kỳ nhanh. Và tỷ lệ của Z là tỷ lệ của U trong một tình huống. Đúng không ạ? Hiểu chưa? Cách này thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn một tí. Đúng không ạ? Cách 1 cũng được. Em sẽ hiểu sau này là bản chất cuối cùng tất cả là theo Z. Tất cả theo Z. À, rồi nhá, thế nhá. Câu 4. Đầu năm học hơi sâu ấy các bạn. Câu 4 là thiếu cái cm vuông này. Lúc mà thầy đăng lên thầy mới nhìn thấy là thiếu bố nó cm vuông rồi. Đây. Câu 4. Nhanh thì ăn cơm được không này. Đầu năm khai bút này sâu quá. Đầu năm khai bút này sâu không các em? Có sâu quá không? Nào. Các bạn cái 2 à, cái 1 à. Ừ. Có phê không? Đồng này đồng ấy nhỉ? Này đồng đấy. Đầu năm học nó phải như này không ạ? Cảm ơn các bạn đã xem livestream của thầy nhá. Đầu năm học này tốt đấy, tín hiệu tốt đấy đúng không ạ? Tín hiệu tốt. Tín hiệu tốt. Đầu năm như là tín hiệu rất tốt. Thầy không nghĩ hôm nay đến 700 bạn xem như này đâu. Cần gần 1000 bạn xem mà thầy chả thông báo cái gì đấy. Thầy bụp phát lên livestream luôn đấy. Chả có thông báo thông kèo gì hết. Kinh đấy. Quá khủng khiếp nhá. Thế tôi lúc đăng đông thì nói luôn là thế tổ chức thi vào ngày mai hoặc ngày kia nhá. Đúng không nhỉ? Tổ chức thi đầu năm xuân năm mới đúng không ạ? Thế tổ chức thi đúng không nhỉ? Cho các bạn cọ sát tí, cựa cọ tí đúng không ạ? Các bạn với nhau xem là sau một kỳ nghỉ Tết chục ngày cũng mất đi cái chữ nào không đúng không ạ? Thì sẽ là ngày mai nhá. Đúng không nhỉ? Ngày mai nhá. Ok nhá.
Rồi, câu 4 nào. Tại mặt nước, đây là giải bài giao thoa sóng rồi, đúng không ạ? Giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn AB cách nhau là 20 cm. Bước sóng là 4. Một C là một cực đại giao thoa sao cho A 3 điểm ABC tạo thành tam giác vuông tại C. Tức là đây là một là gì nhỉ? Đường tròn ngoại tiếp, đúng không nhỉ? Đường tròn ngoại tiếp có AB là một đường kính, đúng không nhỉ? Thì tam giác ABC luôn là tam giác vuông. Đúng không ạ? Đây. ABC luôn là một tam giác vuông. Bởi vì C là gì gọi là nằm trên đường tròn, AB là một đường kính. Rồi, nó bảo là diện tích tam giác này ABC SCABC nó phải min. Đúng không ạ? Với một điều kiện ràng buộc là C là một cực đại, đúng không ạ? Thì hỏi các bạn này, tam giác này có SC min khi nào? C là một điểm di chuyển nhá, còn AB là cố định, đúng không ạ? Nào, thì hỏi các bạn này, đây là 20 rồi, lambda bằng 4, đúng không ạ? Đấy. Diện tích tam giác min khi nào? Diện tích tam giác min khi nào câu? Nào, phải trả lời là câu này. Học giữa trưa 30 thì mất làm sao được thầy như nào? thì sẽ thi năm chương đầu tiên. Nhờ, sẽ thi vào ngày mai nhỉ? Thầy nghĩ là ngày mai là ngày đẹp đấy, ngày mai mùng 6 đẹp đấy. Mùng 5, mùng 6 đều là ngày đẹp hết. Ngày hôm nay ngày đẹp nhất này. Hôm nay là ngày đẹp nhất để khai bút này các bạn này. Thầy cũng xem tí mê tín tí để biết là hôm nay là ngày đẹp nhất để khai bút. Đấy. Đẹp nhất. Đẹp nhất luôn để khai bút nha. Đây. Nào, nhìn đây nhá. Diện tích tam giác ABC nó sẽ bằng đường cao CH nhân cạnh đáy AB chia cho đôi. Đúng không ạ? Các bạn đừng làm là diện tích tam giác này là bằng CA nhân với CB chia đôi nhá. Rất khó làm. Bởi vì khi mà C nó chạy thì cả CA và CB nó biến thiên. Nó có tận hai thằng biến thiên. Rất khó biện luận. Đúng không ạ? Đừng nhìn người ta bẫy đấy. Người ta bẫy tam giác vuông đấy các bạn ạ. Người ta bẫy tam giác vuông đấy. Đừng có dùng công thức này. Nó khó lắm. Được chưa? Rất là khó. Bởi vì nếu các bạn dùng hai kẽo vuông nhân với nhau chia đôi ấy thì nó tạo ra hai biến. Đúng không ạ? Cả CA và CB nó biến thiên mà. Khi C chạy chưa thì cả CA, CB nó biến thiên. Rất là khó biện luận. Nhưng nếu thầy dùng công thức này cực kỳ ngắn gọn. Bởi vì lúc này chỉ có CH là biến thiên thôi. CH là đường cao. Đúng không nhỉ? Còn AB nó cố định rồi. Đấy. Vậy tam giác này mà muốn min. Đúng không nhỉ? Đấy. Nó phải tinh tế như vậy. Tam giác muốn min. Thì CH là phải min. Chân đường cao này phải min. Em có hiểu không? Đấy, em phải có một cái thằng không đổi, AB là không đổi, đúng không ạ? Thì muốn cái này min thì xét là min là xong. Vậy thì muốn xét min là C gần A nhất. Đấy, C gần A nhất. Đấy, gần A nhất. Bởi vì khi mà C càng tiến về gần A, cái đoạn CH nó càng ngắn lại, đúng không nhỉ? Đoạn CH nó càng ngắn lại. Và gần nhất là bao nhiêu, đúng không nhỉ? Gần nhất là bao nhiêu? Khi C là cực đại, sát A nhất. Vì điều kiện ràng buộc là C là một cực đại. Thấy chưa? Điều kiện ràng buộc là C là một cực đại. Thì bậc của A là bao nhiêu nào? Các em tính bậc của A hộ thầy nha. Mình có được bậc của A là lấy trừ 20 chia cho 3. Bậc của A là âm 6,7. Đấy. Bậc của A là âm 6,7. Thế bậc của C là âm mấy em? Âm 6, đúng không nhỉ? Quan trọng là C là một cực đại thì bậc của C là phải một số nguyên, đúng không nhỉ? Lúc này sẽ có được là KC nó sẽ bằng âm 6 là một cực đại sát với A nhất. Thế là xong rồi, đúng không ạ? Thế là xong rồi, đã tính đường cao thôi. Hiểu chưa? Đấy, chúng ta cố gắng là ăn theo một thằng biến thiên thôi. Đừng làm công thức này ăn theo tận hai thằng biến thiên. Khó làm lắm các em ạ. Khó làm lắm, thầy còn chưa hình dung làm kiểu gì thế này. Đúng không? Đấy là xong nhá. Bậc của C thì chính là cái gì bạn nhỉ? CA trừ cho CB chia cho cái gì bạn nhỉ? Chia cho lambda. Có lambda rồi, lambda bằng 4 rồi. Thế mình có được là CB trừ cho CA. 4 x 6 là bao nhiêu các bạn nhỉ? 24. Thì chuyển vế luôn để lấy dấu dương cho đẹp nhá. Và tam giác này tam giác vuông thì mình lại có được là gì bạn nhỉ? CB bình cộng với CA bình. Đúng không ạ? CB bình cộng CA bình. Nó bằng AB bình. Đúng không ạ? Pythagore thôi. 20 bình. Xong chưa? À chết. Đầu năm đã nhầm với con nhọt này. 4. Rồi. Thầy thử thôi. 44. À 46 vẫn lại. Trời ơi. À. Ở đây
Nhầm, đang 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 định gáy 16, nhầm, bậc của C vẫn là 6, xin lỗi, bậc của C vẫn là 6. Vẫn là 24 mà. 6 4 24. Đúng không nhỉ? Từ từ. Là 4. Thầy làm đúng rồi mấy cái đứa này. Thầy đúng mà. Từ từ. À chết. 20 chia cho 4 à? Chết rồi, là 4 không ạ? Nhầm. Đang định gáy. Ôi chết cha tôi rồi ông ạ. Trừ 5. Thế là gần nhất phải là trừ 4. Đây là 16. Thầy đang định gáy. Ok, gỡ sau. Nhầm. Bậc của A là trừ 5, 20 chia cho 4 là trừ 5. Cứ tưởng 5 ra bằng 6 không ạ, chết rồi. Đầu óc cứ 6 lọc với liếc, chết. Ok, 20 chia cho 4 bằng trừ 5, thế bậc của C gần nhất là trừ 4. Đúng không ạ? Thì 4 nhân với lại 4 là 16, ok chưa, hợp lý quá rồi. Hợp lý chưa? Thầy biết thầy nhầm chỗ này rồi, bậc của A bị nhầm. Ok nhá, đúng chưa? Ok rồi gì? Ok rồi. Bây giờ các bạn tính cái thằng thằng gì nhỉ? Chúng ta tính cái thằng thằng gì cũng được. Ta thế vào đây nha, thế vào tính cho thầy cái thằng CA, đúng không nhỉ? Thế vào tính cho thầy thằng CA, CA đi. CB sẽ là 16 cộng cho x bình phương cộng với x bình phương thì tính thằng CA nhá. 20 bình. Nhầm nhầm tí không gì mà căng. 10 nào. Chúng ta có được CA là 3,66. Ok, CA là 3,66. Xong chưa? Bây giờ chúng ta tính diện tích thôi. Đây là đơn vị cm vuông các bạn nha. Nhầm tí có gì căng. Thầy chưa ăn cơm. Thấy chưa nhỉ? Thế là mình có được cái CA này rồi. Thế mình tính nó cái thằng CB là ra diện tích thôi. CB sẽ là bao nhiêu các bạn nhỉ? Đây, CB sẽ là cộng thêm 16 thôi. Là ra được CB cộng thêm 16 này. Là 19,66. Đây, 19,66. Được chưa nhỉ? Bây giờ ra diện tích chưa? Tính dùng con thứ này nhanh hơn này này. 3,66. 3,66 nhân với 19,66. Nhớ chia đôi nhá. SC phải chia đôi đấy các bạn ạ. 35 là xấp xỉ 36 cm, đáp án C chính xác. Ok. Nhầm nhỏ tí, gì căng thế. Ok. Xong chưa? Nào, đến câu 5 là câu khó nhất ngày hôm nay. Câu 5 là câu đau đầu lắm ấy này. Câu 5 là một câu rất đau đầu. Câu 5 là một câu rất đau đầu. Câu này là một câu cực kỳ đau đầu. Nào, sang câu 5 nhá. Câu 5 cho các bạn chọn trước đi. Đáp án gì nào? Đây là câu khó nhất ngày hôm nay. Đây là câu khó nhất ngày hôm nay. Cho các bạn chọn trước đi. Đáp án gì? Nào. Cho công chọn trước đáp án nào. Chọn bừa đi thôi, nó đừng thôi. Đỏ đen thôi. Đỏ đen thôi, đỏ đen thôi. Đỏ đen thôi, đỏ đen thôi. Câu cuối cùng nào. Cũng like được bao nhiêu phút rồi đây? 44 phút rồi đấy. Mà, câu cuối cùng. Câu thì phải chữa 15 phút mới xong. Câu này thì phải chữa 15 phút mới xong. Không đơn giản đâu. Không hề đơn giản một tí nào. Nào. Các bạn chọn gì? Số nào đẹp các ông nhỉ? Số nào đẹp nhỉ? Số này là số chẵn. Số chẵn. Số lẻ. À, đây có hai số lẻ, một hai số chẵn. Thông thường nó sẽ không đẹp lắm đâu. Thông thường những bài toán là lẻ này. Thì sẽ loại đáp án D trước. Đúng không ạ? Hay là số nó chẵn quá, không tin tưởng được. Đây là cảm tính thôi nha, không có cái gì. Phải đang bừa thôi. Số này thì nó lại lẻ, số này chẵn quá. Thế là có 3 đáp án thôi. Chọn nào, số nào đẹp nào. Số này là số to nhất này. Số này là số thôi thì cái chọn số ở giữa đi. Không to nhất, không nhỏ nhất. Thầy đặt hết niềm tin vào đáp án A. Được chưa? Đặt hết niềm tin và hy vọng vào đáp án A. Tất tay, đấy là tất tay.
Con gà này phải to đấy không ạ? Con gà này hơi to đấy. Thế tất tay vào đáp án A. Đúng không ạ? Nó là một cái số không to quá, không nhỏ quá. Ok, xem là đáp án gì. Nào, thế xem là đáp án gì. Đáp án gì nào? Không to quá, không nhỏ quá. Có vẻ nó hơi căng đấy không ạ? Vì thôi rồi, chưa nhá. Đây là câu của đề Bắc Ninh năm ngoái này. Đây là câu của đề Bắc Ninh năm ngoái này. Nào. Chưa nhá. Điện năng được truyền từ A đi đến B. Được chưa? Đấy. Đường dây có điện trở là 10 ôm. Thằng này gây hao phí này. Điện áp hiệu dụng của cuối đường dây, nó cho cuối đường dây các bạn nhá, tức là U phẩy là 360. Hiệu suất của quá trình truyền tải là 80%. Hệ số công suất ở nơi phát là 0,78. Trong 30 ngày, công tơ điện ở nơi phát nó quay bao nhiêu lâu? Đúng không ạ? Bao nhiêu lâu? À, quay bao nhiêu số? Đúng nhỉ? Thì biết rồi, đây chính là nói về công suất, à công công tiêu thụ, đúng không nhỉ? Gọi gì nhỉ? Nhiệt lượng, quên mất tên rồi. Điện năng tiêu thụ, rồi ôi, quên hết. Điện năng tiêu thụ là Q. Q thì chính bằng P nhân với T. Bởi vì cái công tơ này đo ở đầu đường dây thì là P nhân với T. Một số là bao nhiêu? Một số là bằng 1 kW nhân với giờ, đúng không nhỉ? Vậy 30 ngày là bao nhiêu giờ? Nhân trước ra 30 nhân với 24. Một ngày 24 giờ đúng không nhỉ? Đúng rồi. Đúng nhỉ? Vậy thì nó sẽ là bao nhiêu các bạn nhỉ? P nhân với 7 20 thôi. Đấy, nhiệm vụ các em là xem cái P này là bao nhiêu kW, một số điện là 1 kW nhân với giờ. Nhiều bạn sẽ không để ý cái này đâu, đúng không ạ? Thì giờ có rồi, 720 giờ. Ok. Thế bây giờ các bạn sẽ có những dữ kiện như sau. Các bạn sẽ có được là U phẩy, đây là đề của Bắc Ninh đấy các bạn, bằng 360 thi năm ngoái đấy, 360V. Đúng không nhỉ? Rồi, có hao phí trên đường dây là bằng 10 ohm. Hiệu suất truyền tải đấy, là bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? 80%. Rồi, hệ số công suất đầu đường dây cốt phi là 0,78. Xong. Và nhiệm vụ các bạn tính P. Đúng không? Nhiệm vụ là phải tính P. Và biết thừa rồi, P thì bằng cái gì? P thì bằng UI cốt phi. Đúng không ạ? P thì là UI cốt phi. P đầu đường dây thì là U đầu đường dây nhân với I và nhân với cốt phi. Đúng nhỉ? Đây cũng là một cách tính. Hoặc các bạn có thể tính theo một cách khác. Đúng không ạ? Đó là cách gì? Bởi vì thầy đang nhìn thấy là cái y này hơi khó tính. Các em có những cách khác. Đó chính là P này này, gấp 5 lần P hao phí. Đúng không ạ? Cái P toàn phần là gấp 5 lần P hao phí. Lý do vì sao P toàn phần gấp 5 lần P hao phí? Bởi vì hiệu suất là 80%. Đúng không ạ? Trong khi đó là cái gì bạn nhỉ? Hao phí chỉ chiếm 20% thôi. Vậy chứng tỏ là cái công toàn phần gấp 5 lần cái công hao phí. Bởi vì thầy có hướng là tính được cái công hao phí này theo R, đúng không ạ? Bởi vì công suất hao phí biết rồi, delta P là bằng cái gì bạn nhỉ? P bình nhân với R chia cho U bình nhân với cốt bình phi. Đấy, thì có vẻ hướng này là tính được hay hơn. Đấy, muốn tính P ấy, tính hướng dưới hay hơn. Tính trên vướng thằng Y, đúng không nhỉ? Tính trên là vướng thằng Y, nhưng tính kiểu dưới này. Đấy, tính được cái này, nhìn chưa? Tính được cái nhá, có R rồi. Nhiệm vụ là tính cái thằng U ấy thôi. Còn cốt phi thì là bằng bao nhiêu các em? 0,78. Đầu bài cho rồi. Đúng chưa? Bây giờ nhiệm vụ các em tính U nhá. Bây giờ cái tính U hộ thầy. Nào, tính U hộ thầy nhá. Khó này. Bắt đầu khó này. Bắt đầu khó nhá. Nào. Đây là câu để Bắc Ninh năm ngoái. Bây giờ bắt đầu làm này. Dòng đầu tiên. Được chưa? Dòng đầu tiên nhá. Dòng đầu tiên này. Lập tỉ số delta P chia cho P toàn phần. Đúng chưa? Đấy. Delta P chia cho P toàn phần. Tỷ lệ này bằng 1/5 thì vừa nói rồi. Hiệu suất là 80% thì hao phí nó bằng 1/5 của toàn phần. Delta P thì bằng delta U nhân với Y. Không nhân với cốt phi nhé. Cốt phi là bằng 1. R mà đúng không? Điện áp và dòng điện trên R là cùng pha. Delta P nói với R đấy các bạn ạ. Còn P toàn mạch nó là UI cốt phi. Biết rồi. Xong chưa? Cốt phi có rồi, 0,78, em bớt cả tử mẫu đi y này, đúng không ạ? Rồi em ra được là u này này,
bằng bao nhiêu lần của cái thằng delta u? Bấm máy thôi nhá. Lấy 5 chia cho 0,78. Trời ơi, có đẹp không? 6,41. Xấu thí. Xấu quá không ạ? Xấu quá, xấu quá. Hay ngược lại đi, một chữ answer có đẹp không? Cũng thế. À, đẹp hơn đây này. 0,165, tức là delta u là 0,156 ấy nhỉ? 156 u. Thế đã biểu diễn được delta u theo u rồi. Cái việc tính u rất khó cả nhá. Thế biểu diễn được delta u theo u rồi. Bây giờ các bạn vẽ giản đồ vector ra, đúng không nhỉ? Delta u là độ sụt áp trên đường dây nằm ngang. U phẩy là cuối nơi tiêu thụ, đúng không nhỉ? Đấy, u phẩy cho rồi đây này, 360. Và nối từ đầu đến cuối là ra u toàn mạch. Đấy. Góc này có rồi, đúng nhỉ? Cos phi là bằng 0,78 nên góc này có rồi. Chuẩn chưa? Có được delta u theo u rồi. Wow. Chúng ta xong rồi, đúng nhỉ? Các bạn áp dụng định lý hàm cos ở đây, mình sẽ có được là 360 bình chính là bằng u bình cộng với delta u bình đây, tam giác này đúng không nhỉ? Góc này là phi chưa? Cos phi là 0,78 nhá. 360 bình bằng u bình cạnh này này cộng cạnh này bình phương là 0,156 u bình. Delta u là 0,156 u rồi. Trừ hàm cos là dấu trừ 2 nhân với u, nhân với delta u là 0,156 u. Đấy, nhân với cos của phi là 0,78, áp dụng định lý hàm cos vào. Đúng không ạ? Rồi, từ đây cơ bấm u rồi. Được chưa? Bấm nhá. Thấy nó khó không? Câu này đi thi là 10 điểm đấy các em ạ. Được chưa? 10 điểm đấy. Thế xin lỗi thôi, nhưng mà chỉ còn 9 điểm. Đúng không ạ? Khoảng 9 điểm nhá. Rồi, bấm này, lòng hoàng lắm. 360 bình một phân số này chia cho bên này là 1 cộng với 0,156 bình phương trừ cho 2 nhân với 0,156 nhân với 0,78. Đúng không ạ? Đấy, là dạo căn u, căn nó là xong. U là 407,365. Úi giời ơi, 407,365, 407,365. Đó là u nhá, 407,365 rồi. Mình có u rồi. Có u, có r, có cos phi rồi, đúng không ạ? Sắp có p rồi, đúng không ạ? Một tí nữa thôi là có p rồi. Nào, một tí nữa thôi là có p rồi. Một tí 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 nữa thôi là có p rồi. Các em biết tính p kiểu gì không? Nào, thấy khó không? Biết tính p kiểu gì không? Nhiều bạn vẫn chưa biết tính p đâu nhá. Đây, delta p thì bằng p chia cho 5. Đấy chưa? Xong rồi đấy, xong rồi này. Bớt p hai vế đi, bớt được p chưa? Thế chuyển sang đây nha. Bớt p hai vế tính được p rồi này. Nào, vứt u bình lên. U bình là answer phải đúng không? Answer này vẫn còn đây này, đúng không nhỉ? Nào, vứt lên nhá. Answer bình nhân với 0,78 bình là cos bình phi đúng không nhỉ? Đấy, chia cho 5. Đúng ạ, vứt r xuống nữa nhân với 10. Đúng ạ, là ra p này. Rồi ôi, p là 2020. 2020 2019 cái p này các bạn nha. Các bạn bớt p hai vế nha. Delta p bằng p trên 5 chưa? Bớt p hai vế. Chuẩn chưa nhỉ? Rồi, hợp lý rồi, chia cho 5, quá hợp lý rồi. Nào, có p là bằng 2019,23 2019,233. Xong chưa? Nhưng đây mới là watt đấy các bạn nha. Nhưng số điện là tính theo kilowatt đấy nha, watt thôi. Đúng không ạ? Ném tất lên đây. Nhân với 720. Đấy, P có rồi này, đây là P này. Đúng không nhỉ? Nhân 720 chia cho 1000 để đổi ra kilowatt mà. Bằng. Rồi, chết rồi. Nó lại là đáp án B các bạn ạ. 1453 số điện, đáp án B. Rất tiếc. Tất tay nhầm rồi. Tất tay nhầm rồi. Năm nay đen bạc rồi các bạn ạ. Đen bạc rồi. B nhá. Đen bạc rồi, khó không em? Câu này nên làm nhiều nhá. Đây là câu khó đấy, luyện tập nhiều vào câu này phải xem các em phải xem đi xem lại mấy lần đấy. Đây là một câu khó rất khó em nha. Quan sát cái đường hướng em như nào ấy. Các em sẽ quyết định là cái làm theo y hay làm theo delta p, đúng không ạ? Các bạn sẽ phải lựa chọn cái việc là các em làm theo hướng này hay là hướng này. Đúng không ạ? Vì thầy không nhìn thấy hướng tính y. Thầy không nhìn được hướng tính y. Nên thầy bắt buộc phải làm theo cái hướng này. Bắt buộc ấy, thầy không thấy hướng tính y ở đâu. Thông thường cái y ấy nó hay ẩn lắm các em ạ. Thông thường cái y trong cái bài toán truyền tải nó rất là ẩn. Để làm cái y rất là khó. Thông thường mình hay triệt tiêu y.
Đấy, nhìn này, nhìn đâu, nhìn nhìn đâu, chưa ghi này. Đấy là một kinh nghiệm thôi, một kinh nghiệm khi truyền tải là chúng ta hay phải triệt tiêu y. Vậy thực chất bài này có 3 dòng thôi, đây là một dòng, đây là một dòng, đây là một dòng nữa, đúng không ạ? Là 3 dòng, đúng không ạ? Để giải quyết bài toán này khó không? Đây xứng đáng một câu số 5, đúng không ạ? Rất khó các em nhá, nhìn thấy giải thế thôi, không dễ đâu, thầy khẳng định là không dễ đâu. Vào tay người khác giải câu này rất là dài, chỉ cần các em đi chệch hướng một tí thôi là câu này cực kỳ dài, được chưa? Rất là dài các em nhá. Vì sao delta u nằm ngang? Bởi vì delta u là độ sụt áp trên R này, từ A đến B hao phí trên R, chưa? A là điện áp tổng cung cấp, điện áp này nó sẽ chi phối cho hai cái nha. A là điện áp đầu đường dây, đúng không ạ? Nó sẽ chi phối cho hai cái, một là delta u trên R và điện áp ở nơi tiêu thụ, đúng không? Đây này, điện áp ở A này, đầu đường dây này là U này, nó tách làm hai cái delta U và U phẩy, nó chi phối cho hai thằng. Và delta U là điện áp sụt áp trên R. Thì biết rồi, UR lúc nào cũng nằm ngang, đúng không ạ? Còn cuối đường dây là cái đường chéo nào đó mình không biết. Đường dây nơi tiêu thụ mà đúng không? Là đường chéo nào đó U phẩy hướng lên. Chuẩn chưa? Và nối từ đầu cuối ra U toàn mạch. Và cái hay nhất là mình làm cái bước này này. Đấy, bước đầu tiên này là mình biểu dữ liệu delta U theo U để mình tính được U. Quan trọng cho dữ kiện là U phẩy này, 360 này. Thì chắc chắn em phải biểu diễn được cạnh này theo cạnh này. Đúng ạ? Ừ. Hiểu vấn đề chưa? Vì sao thì không dùng P phẩy? Bởi vì các bạn nhìn luôn này, nếu các bạn lấy P phẩy thì cho P toàn mạch thì P phẩy sẽ là U phẩy nhân với Y nhân với cos phi phẩy, đúng không ạ? Đây là U nhân với Y nhân với cos phi, đúng chưa nhỉ? Đấy, bớt được Y, rất tiếc cos phi phẩy các bạn không biết, đúng không ạ? Rất tiếc là thằng này các bạn không biết. Đây này, cái phi phẩy này, đấy, đây này, rất tiếc là em không biết thằng này, nên không đừng làm tỷ lệ p phải theo p, đúng ạ? Nên chỉ cho cos phi này thôi. Còn rất may là delta p thì nó delta u nhân với y là trên r đúng không? U y cùng pha nên cos phi nó bằng một, các em ạ, được chưa? May là may như vậy này, y nằm ngang, delta u nằm ngang nên cos phi nó bằng một, hiểu chưa? Vai cái Bùi Ngọc Hà, delta p làm sao bằng được delta p? Rồi ôi, bạn nào giải thích hộ bạn Hà hộ thầy được không? Sao delta P bằng 5 lần P? Chết tôi mất thôi. Tôi đi chết đây. Tôi đi chết đây. Rồi ôi, đầu năm thì không chỉ có ngu học đâu. Rồi ôi. Đầu năm thì không chỉ có ngu học đâu. Hiệu suất bằng 80%, tức là em hiểu là có ích chia cho hao phí là bằng 4 phần 5 chưa? 80% có phải là 4 phần 4 phần 5 không? Toàn phần là 5, có ích là 4, hao phí chỉ là 1. Hao phí là 1 thì có phải là toàn phần gấp 5 lần hao phí không? Học đến giờ phút nay mà hỏi mấy cái này. Rồi ôi, chết tôi thôi. Tôi đi chết đây. Các ông bà, tôi đi chết đây. Rồi, được chưa? Rồi. Đúng rồi. Nó chéo kiểu gì cũng được, chéo lên hay chéo xuống cũng được, thông thường là chéo lên em nhé. Bởi vì để chéo xuống được thì cái mạch cuối là có tính rung kháng, đúng không ạ? Rung kháng, nhưng thông thường là hay tính cảm kháng. Thông thường là như vậy. Bởi vì để có tính rung kháng phải những có những tụ điện rất đắt tiền, rất đắt tiền, cực kỳ đắt tiền. Đấy, quất cảm thì dễ nhưng tụ điện cực kỳ đắt tiền. Tụ điện mới là một thiết bị quan trọng nhé. Nó dùng để tích điện và phóng điện. Thấy chưa? Đấy. Để mà tính rung kháng thì em học sẽ biết là phải tốn mất những tụ điện cực kỳ đắt tiền. Đấy chưa? Ừ. Thầy trầm cảm luôn. Còn câu nào khó hơn thì thôi, hôm nay đầu năm như này là khủng khiếp lắm rồi. Đúng không ạ? Ừ. Thế hôm nay câu này cũng khó đúng không? Rất là khó, đúng không ạ? Rất là khó. Đây là câu trong đề của Bắc Ninh, Bắc Ninh năm ngoái. Bắc Ninh năm ngoái. Câu trong đề của Bắc Ninh năm ngoái đấy, thấy không? Những câu này nó rất là khó, rất là khủng khiếp. Năm ngoái thì đã từng giải những câu này rồi. Đây thì có thể chụp cho các bạn cái lời giải năm ngoái, thầy giải cho các anh chị 2K2 các bạn xem nhá. Đây này, đây là những cái lời giải năm ngoái thì giải cái chị 2K2 này. Đây này, đây này. Nhìn không? Đẹp không? Đẹp không?
Tí ép lại lên cho các bạn xem nhá. Được chưa? Tí ép lại cái này cho các bạn xem nhá. Được không nhỉ? Tí ép lại cái này cho các bạn có thể xem nhá, được chưa nhỉ? Đây, đây là lời giải thì giải cho anh chị 2K2 năm ngoái này. Năm nay 2K3 rồi đúng không? Những câu năm ngoái nó rất là khủng khiếp. Thầy nhớ không nhầm đây đề của Sở Bắc Ninh. Sở hay là chuyên gì đấy của Bắc Ninh. Đúng không ạ? Đây, thầy bật cho các bạn xem nhá. Nói phải có sách, mách phải có chứng. Đây. Đây là cái kho đề thi đây là cái kho đề thi năm ngoái này. Rất nhiều đề thi này, từ chuyên biên hòa này rất nhiều này. 89 đề, nhiều hơn đấy không nhá, cả 100 đề cơ, thầy tải chưa hết thôi. Đây là do anh Đỗ anh gõ lại đây nha, thầy sẽ mở thử thế nào. Thầy nhớ đề của Bắc Ninh. Thử đây này nhá. Chuyên Bắc Ninh lần 2 thử thế nào, hay là còn được có chuyên nhỉ? Giờ là nói phải có mách, sách phải có chứng. Đây. Gõ lại đề cậu bé chăn bò. Được không nhỉ? Anh Đỗ đấy. Anh Đỗ có thể cả 100 đề. Xem đúng không nhỉ? À, nhìn có vẻ là không giống lắm rồi. Đề của trường gì ấy, thầy không nhớ lắm, tí bật cho các em xem. Không phải. À, thử lại nào. Hay là Hàn Thuyên à? Chả nhớ là cái đầu đề nào các ông ạ. Đề nào ấy, thầy không nhớ rõ là cái đề nào. À, đây. Nhìn có vẻ quen. Đây, thầy nhìn thấy chưa? Đây. Đề của Hàn Thuyên Bắc Ninh. Đấy. Đấy nhá, đề của Hàn Thuyên Bắc Ninh. Đấy, thầy vẫn ấn tượng câu này. Đề của Hàn Thuyên Bắc Ninh. Nó khủng khiếp không? Nhìn thấy kho đề của thầy cũng phê không? Rất là phê. Đây, đề của Hàn Thuyên Bắc Ninh đây. Rất là hay nhá các bạn nhá. Đấy, kho đề này thầy sẽ public cho những bạn ở trong nhóm kín. Các bạn. Những bạn ở nhóm kín là sẽ có hết được cả nước luôn. Thầy chùm đề đấy các bạn. Đây là còn ít nhá, 100 đề cơ. Đây thầy tải có 89 đề, đây còn một đống nữa. Thầy chưa tải hết đấy, còn nhiều lắm. Đây là đề mà B-School gõ lại. Tất cả đề trên cả nước, thầy là chùm đề của nước này rồi. Thầy tổng hợp hết những cái đề của Việt Nam này rồi. Chùm đề rồi. Trong nhóm kín sẽ bóc tích cho các bạn. Đúng rồi, đây rất nhiều đề luôn. Đấy, đây là đề Bắc Ninh nhá. Đề của Hàn Thuyên Bắc Ninh. Rất hay. Rất hay. Có câu này hay quá. Đây lời giải đấy, đẹp không? Đấy, đề này có nét không? Nó phải nét như này nhưng nét căng. Nét căng. Ok, tí đăng lên cho các em xem nhá. Tí đăng lại cho các em cho đẹp, cho rực rỡ nha. Sau cái livestream này sẽ đăng cho các bạn. Ok nhờ, thế nhờ. Chào các em nhá. Ngày mai đầu năm này là quá là hợp lý rồi. Đúng không ạ, quá là hợp lý rồi. Cảm ơn các bạn đã vào đây học cùng thầy khai bút đầu năm, đúng không ạ. Và ngày mai sẽ thi nhá, đúng không nhờ. Ngày mai sẽ thi, đúng không ạ, ngày mai sẽ thi. Và cái kho đề kia sẽ up ở trong nhóm kín, đúng không ạ. Các em bên ngoài cũng thông cảm. Các bạn nhóm kín là đã mất rất nhiều chi phí học với thầy rồi, đúng không ạ. Các bạn mất cả tiền triệu rồi. Bây giờ học phí nó giảm còn 660.000, nhưng mà 660, 690 gì đấy, thầy chả biết là khoảng gần 700. Đầu năm có những bạn đăng ký cả mức cả 1.4 triệu thì các bạn sẽ được nhiều quyền lợi hơn, đúng không ạ. Cái kho đề này sẽ ở trong nhóm kín, các bạn nhóm kín nha. Đấy, rất là nhiều đề đấy, nên là từ từ sẽ áp cho nhiều lắm. Nhiều lắm. Ok nhá, thế nhỉ. Chào các bạn nhá, thầy đi ăn cơm đây. Thầy sẽ up luôn cho các em xem nhá. Chào các em nhá. Bye bye. Bye bye các bạn nhá. Bye bye nhá. Chúc các bạn xuân năm mới, đúng không ạ? Đấy là chúc nhiều quá, không nhớ cái gì nữa rồi. Tóm lại chúc các bạn năm nay đạt được hai thứ. Thứ nhất đỗ nguyện vọng 1. Thứ hai là kiếm được người yêu ngon ngon tí nhá. Yeah, nhá, yeah. Bớt cô đơn, đúng không ạ? Đấy, nó phải được cả hai thế, đúng không ạ? Thì mới là đẳng cấp. Đúng chưa? Đấy, chúc hai cái đấy thôi nha. Đỗ hết nguyện vọng 1 và có được người yêu ngon ngon tí, hợp lý tí, đúng không ạ? Đấy. Năm nay làm sao mà vừa đỗ đại học xong là có gấu luôn, đúng không ạ? Đấy là hợp lý, cuộc sống viên mãn, đúng không ạ? Nhớ nhá. Nhớ nhá. Chào các bạn ơi. Bye bye các bạn nhá. Hát hò gì? Sức đâu mà hát, tầm này thì đói lắm rồi. Chào các em nhá. Bye bye nhá. Chào các bạn.